tập trước, Khoai mang được cây tre trăm đốt về trước sự ngỡ ngàng của mọi người, phú ông, phú bà và cậu sinh. Vì xem thường và thách thức Khoai nên bị hút vào cây tre thần. Quan Quyện kêu Khoai kể đầu đuôi câu chuyện để phân xử cho Khoai. Khoai kể lại câu chuyện cậu đã làm không công cho nhà phú ông từ 3 năm trước. Ông có biết thằng Khoai nó thích gì không? Mình tìm cách dụ nó ở lại nhà mình làm không công. Vậy bà lo mà nghĩ cách đi. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Tên. Đây là nhà của tao với mày. Có nhà thì cũng phải có tên. Đặt mày tên là đó, vì mày là con chó màu đen. Thôi khuya rồi, ngủ thôi. Sáng mai còn làm gì? Anh Khoai, nghỉ tay uống nước đi. Cảm ơn cô Út. Trời nắng quá, anh mau vào nghỉ, chiều mát rồi làm tiếp. Tôi làm cho xong, chiều còn gánh nước nữa. Anh Khoai giỏi quá, cha mẹ tôi khen anh dữ lắm đó. Nãy giờ nó cũng phụ giúp tôi nhiều lắm đó cô Út. Bé xíu mà giỏi ghê á. Nó tên gì vậy anh Khoai? Nó tên đó. Tên ngộ quá à. Nó là con chó, đen như con ó, nên tôi đặt nó là đó. Con Út, mau về nấu cơm, đang ao. Cảm ơn mày nha đó. Hôm nay trời nắng quá, tao phải tranh thủ cuốc cho xong thửa ruộng này. Mày đi đâu đó đó? Rắn, đáng sợ quá, có ai cứu tôi với. Cảm ơn anh, đó đã cứu tôi. Trời nắng, cô Út ra đồng làm chi? Tôi mang cơm ra cho anh. Cảm ơn cô Út. Cô Út thật tốt bụng. Mày cũng có phần nữa ngang đó. Sao bà mới đi đã về rồi? Tôi thấy con Út với thằng Khoai ngoài ruộng á. Thì tôi biểu con Út đem cơm ra cho thằng Khoai. Nè, từ nay á, ông không được để con Út đem cơm cho thằng Khoai nữa. Con gái tôi á, không thể gả cho cái thứ ở đợi với thằng Khoai. Được, tôi đã có cách để cho thằng Khoai làm việc cho nhà mình mà không phải mất vàng rồi. Hả? Cách gì? Khoai, lại đây. Dạ. Con gánh nước vất vả quá à. Uống ly trà cho mát đi con. Nè, có gì mà ngại, người nhà với nhau mà. Dạ, con cảm ơn ông bà. Thấy con vất vả mà bà thương quá à. Dạ con hậu đậu, ông bà tha lỗi cho con. Trời, bà mới nói có một câu mà đã xúc động vậy rồi hả? Nè, ông hỏi thiệt, con có muốn làm con rể nhà của ông bà không? Nhà ông bà không có cần môn đăng hộ đối, chỉ cần có con rể siêng năng, chăm chỉ như con mà thôi. Có đúng là ông bà muốn gả cô Út cho con không ạ? Nhưng mà ông xem tuổi hai đứa thì 3 năm nữa mới cưới được. Con có chờ đến ngày đó được không? Dạ, 3 năm có là gì đâu, con chờ được. Vậy thì con ở lại làm cho ông bà 3 năm nữa. Tiền công coi như là tiền sính lễ. Con ráng làm đi. Nhà ông bà có mỗi cô Út à. Gia sản này để lại cho hai đứa thôi mà. Dạ, con đội ơn ông bà. Con làm việc tiếp đây.